Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh thông tin công nghệ giải trí dành cho giới trẻ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh thông tin công nghệ thể thao giải trí dành cho giới trẻ. Lại sai ngữ đổi việc đấy. Em xin lỗi. Nó lần cuối. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel. Như các bạn đã biết thì vào tháng 11 năm ngoái, Vivo đã cho ra mắt Vivo V5 với tính năng selfie cực kỳ đỉnh khi mà camera trước của nó lên tới 20 megapixel. Và đến tháng 4 vừa qua, Vivo lại tiếp tục cho ra mắt thêm một sản phẩm nữa. Đây chính là bản nâng cấp của Vivo V5 có tên gọi là V5S. Thế thì hiện nay trên tay mình đang là chiếc Vivo V5S phiên bản màu vàng. Và chúng ta hãy cùng xem là Vivo V5S nó sẽ có những cái điểm gì khác biệt so với cả Vivo V5 nhé. Về thiết kế thì mặc dù đây là V5S, tuy nhiên thì chiếc điện thoại này đã hoàn toàn khác so với cả V5. Không có điểm gì là giống với cả Vivo V5 bình thường cả. Mà nói đúng hơn thì thiết kế của V5S năm nay, như các bạn có thể dễ dàng nhận ra là nó rất giống với cả iPhone 7. Mà nó không chỉ là giống ở phần thiết kế đâu nhá. Các bạn có thể nhìn vào giao diện cài đặt của em. Thực sự là nó rất giống với cả iOS. Và thậm chí nó còn có cả iMusic, iTheme, này, xong có cả Cloud nữa. Những điều trên đã khiến cho mình có cảm giác như là Vivo đang học tập Oppo F1S của những năm về trước. Đó chính là tạo ra một thiết bị iPhone chạy Android. Từ vị trí của giải anten cho đến phần camera, tất cả dường như đã đều gợi cho mình đến sản phẩm của Apple. Tuy nhiên về phần camera này thì theo mình nó đã có phần hoàn thiện tốt hơn cả Apple. Như các bạn có thể thấy ở đây thì cái phần lồi nó đã ít hơn. Về phần mặt trước, các bạn vẫn sẽ có một màn hình với kích thước là 5,5 inch. Và điểm đặc biệt là các bạn sẽ có một camera tự sướng với độ phân giải lên tới 20 megapixel. Tiếp theo đó chính là các phím điều hướng được đặt ở phía dưới. Chúng ta sẽ có nút back, nút home và nút đa nhiệm. Nút home này thì lại không phải là nút home vật lý mà nó lại là nút home cảm ứng. Nghĩa là các bạn chỉ cần chạm nhẹ thôi, không cần phải bấm như là trên iPhone. Lúc đầu dùng thì chưa quen nhưng mà sau khi quen ấy thì các bạn sẽ thấy nó rất là tiện. Ở nút home này cũng sẽ được tích hợp cảm biến vân tay và theo mình đánh giá thì cái cảm biến vân tay này nó rất là nhạy và tốc độ thì cũng rất là ok. Ở phía dưới chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3,5mm cũng như là mic thoại và loa ngoài. Và chúng ta sẽ có cả thêm một cổng cắm micro USB. Khá đáng tiếc tại vì đây không phải là cổng USB Type-C khi mà đây là bản nâng cấp của V5. Nếu như mà có cổng USB Type-C thì các bạn có thể thông ra cũng như là thông vào nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên rất tiếc là trên V5S lại không có. Điểm cuối cùng ở phần thiết kế chúng ta sẽ có ở bên trái là khe cắm thẻ nhớ cũng như là khe cắm SIM. Còn ở phần bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn cũng như là nút tăng giảm âm lượng. Thế thì trên V5S sẽ có những cái nâng cấp gì so với cả V5? Ở V5S các bạn sẽ được nâng cấp dung lượng máy lên thành 64GB thay vì 32GB so với cả V5. Cũng như thẻ nhớ sẽ được nâng cấp lên thành 256GB thay vì 128GB như trước. Và một nâng cấp nữa chính là V5S sẽ chạy trên hệ điều hành Funtouch 3.0 thay vì là Funtouch 2.6 như ở trên V5. Thì ở bản Funtouch 3.0 này các ứng dụng sẽ được làm đồng bộ với nhau hơn, cũng như là các bạn sẽ có những cái phím bật tắt nhanh ở đây. Nó sẽ rất là tiện lợi nếu như mà các bạn muốn bật mạng này hay là camera. Thế thì mình sẽ nói qua một chút về camera của V5S. Thì để mà đánh giá chi tiết về camera trên V5S thì thực sự là mình vẫn chưa có đủ thời gian để trải nghiệm. Tuy nhiên thì theo đánh giá ban đầu của mình thì camera của V5S thực sự rất là tốt. Các bạn sẽ có những cái chế độ như là làm mịn da này hay là làm trắng này. Đấy, thực sự rất là đẹp. Còn nếu như mà các bạn vẫn còn băn khoăn về camera của V5S thì mình nghĩ là các bạn nên tham khảo những cái video clip sau đây mình đã tổng hợp lại của các reviewer bên Ấn Độ. Nó cũng rất là dễ hiểu thôi, các bạn xem nhé. अभी Vivo ने लॉन्च किया नया फोन Vivo का V5S. अगर आपको चाहिए कमाल की सेल्फी बोले तो परफेक्ट सेल्फी तो यही दोस्तों फोन है एक दुनिया में और आज मैं आपसे इस वीडियो में इसी फोन के बारे में बात करने वाला हूं. Kan Asiri Vipa daripada Vivo ini mengatakan bahawa mereka adalah pengeluar peranti selfie baik yang baik. Jadi ni saya nak try lah dia punya peranti ataupun dia punya kamera hadapan sebesar 20 megapixel. Feature है वो है कैमरा. फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 20 मेगापिक्सल का सेंसर. जी हां, 20 मेगापिक्सल का सेंसर जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं Vivo V5 में, Vivo V5 Plus में भी देखने को मिला था. वही सेम सेंसर यहां पे Vivo V5S में भी दिया हुआ है. Tự chung lại thì V5S sẽ là một phiên bản nâng cấp khá là nhẹ của V5. Các bạn sẽ có được những cái thay đổi về phần thiết kế cũng như là về phần cấu hình. Còn về phần camera thì vẫn sẽ được giữ nguyên về thông số vì về cơ bản thì theo mình nghĩ camera của nó cũng khá là ok rồi. Thì trên đây là những cái chia sẻ của mình về V5S. Theo các bạn thì sao? Các bạn nghĩ như thế nào về chiếc điện thoại này? Hãy comment và chia sẻ bên dưới và nếu như các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh channel nhé. Các bạn cứ like, share nhiệt tình ý, tại vì 700.000 sub là anh Huy anh ý giải tán channel và bán kênh rồi.